Suy giáp là bệnh lý tuyến giáp hoạt động kém hiệu quả, sản xuất hormone không đủ nhu cầu của cơ thể. Suy giáp cần được phát hiện càng sớm càng tốt do bệnh diễn tiến âm thầm và ngày càng nặng hơn. Tuyến giáp hoạt động yếu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, gây rối loạn chức năng sinh lý, hoạt động của nhiều cơ quan trên cơ thể. Suy giáp có thể dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn, việc chậm trễ phát hiện có thể làm giảm khả năng điều trị. Tuyến giáp là một tuyến nội tiết của cơ thể, nó nằm ở trước khí quản, dưới sự nhận giáp. Nó là một tuyến nội tiết nhỏ thôi nhưng nó vô cùng quan trọng đối với cơ thể. Nếu cơ thể chúng ta không có tuyến giáp thì chúng ta không thể sống được mà chúng ta phải sử dụng các hormone để thay thế. Khi mà thiếu hormone tuyến giáp ấy, thì nó sẽ gây ra rất nhiều các cái hậu quả cho cơ thể. Thứ nhất là nó sẽ làm cho giảm chuyển hóa. Khi mà giảm chuyển hóa thì con người sẽ nhiệt độ sẽ bị giảm xuống, luôn luôn là sợ lạnh. Thứ hai là nhịp tim là cũng bị đập chậm lại. Khi mà không có hormone tuyến giáp hoặc là thiếu hormone tuyến giáp thì nhịp tim mình cũng sẽ đập chậm lại. Và thâm nhiễm các cái mucopolysaccharide vào cơ tim và có thể dẫn tới tim to, tràn dịch màng ngoài tim, rồi tràn dịch màng phổi, rồi cũng thâm nhiễm các cái người ta gọi là phù niêm đấy, là thâm nhiễm vào các tổ chức dưới da, sẽ làm cho người bệnh là tăng cân và phù kiểu phù niêm, mặt có thể to tròn đấy. Rồi ngoài ra nữa thì chức năng thận là cũng bị suy giảm, bởi vì nó giảm cái lưu lượng lọc qua thận. Creatinine có thể tăng lên, nghĩa là bệnh nhân có thể có biểu hiện của suy thận. Rồi men cơ cũng tăng, bởi vì là nó sẽ làm cho tổn thương ở trên cơ, làm cho các cái men CK tăng, rồi các cái men gan GT/GPT cũng tăng. Và nếu như thiếu nhiều quá thì các cái điện giải trong cơ thể là cũng bị suy giảm, như là natri sẽ giảm. Và natri giảm nặng thì bệnh nhân có thể có các cái biểu hiện khác như là buồn nôn, nôn, rồi có thể phù não, và nặng nữa là bệnh nhân có thể đi vào hôn mê suy giáp. Tóm lại là tuyến giáp là một tuyến, dù là một cái tuyến nội tiết rất nhỏ trong cơ thể, nhưng nó lại sản xuất ra hormone và tác động tới tất cả các cơ quan trong cơ thể. Đối với trẻ em thì nó còn một điều rất nguy hiểm nữa là nó sẽ ảnh hưởng tới trí tuệ của trẻ em. Nếu như mà không có hormone tuyến giáp ấy thì nó làm cho trí thông minh của trẻ em bị suy giảm. Ngoài cái trí thông minh của trẻ em bị suy giảm, nó còn ảnh hưởng tới sự phát triển của thể chất. Nó sẽ làm cho trẻ bị lùn, bị thấp bé, và đứa trẻ có thể là không học được, bởi vì là cái trí thông minh nó rất là giảm. Đấy. Đối với phụ nữ mà trong lúc mang thai hoặc là trong cái lứa tuổi mà mang thai sinh nở ấy, mà không có hormone tuyến giáp hoặc thiếu hormone tuyến giáp, dù ít thôi nó cũng ảnh hưởng tới cái việc mà sinh nở, có thể ảnh hưởng tới cái việc có thể gây ra vô sinh. Rồi trong lúc mang thai mà thiếu hormone tuyến giáp thì nó sẽ gây cho em bé bị các cái dị tật bẩm sinh, và nó cũng ảnh hưởng tới việc phát triển các cái tế bào não của em bé trong lúc mang thai. Ngoài ra nữa thì tức là từ trẻ em cho tới lứa tuổi mà sinh nở ấy, thì cả nam giới nếu thiếu hormone tuyến giáp nó cũng có thể gây ra vô sinh đấy, chứ không phải là chỉ có mỗi phụ nữ thôi đấy. Còn tới tuổi lớn hơn nữa, tuổi trung niên ấy, thì khi mà thiếu hormone tuyến giáp ấy thì cả nam và nữ ở cái tuổi sinh nở thì nó còn ảnh hưởng tới cái việc mà sinh nở, rồi ảnh hưởng tới quan hệ tình dục, rồi có thể gây ra mất kinh hoặc rối loạn cương dương ở nam đấy. Nữ thì là mất kinh hoặc vô kinh, và ảnh hưởng tới cái hệ thống sinh sản rồi. Thế còn lớn tuổi hơn nữa, nếu mà thiếu hormone tuyến giáp thì nó có thể gây ra cái trầm cảm, có thể làm tăng cái rối loạn mỡ máu, rồi là tăng huyết áp, rồi có thể là cái ảnh hưởng trên tim mạch của các cơ quan, thì ở lứa tuổi nào cũng bị rồi. Thì đấy là tất cả những các cái, nó rất rất nhiều các cái tai biến liên quan tới cái việc mà thiếu hoặc giảm hormone tuyến giáp. Nguyên nhân thiếu hormone tuyến giáp thì nó có xếp vào có mấy nhóm nguyên nhân. Nhóm nguyên nhân thứ nhất là ngay tại tuyến giáp. Ngay tại tuyến giáp thì ở nước ngoài hay gặp nhất ấy, thì là cái nguyên nhân là do bệnh lý tuyến giáp, gọi là bệnh lý tuyến giáp viêm tuyến giáp tự miễn, hay còn gọi là viêm tuyến giáp Hashimoto. Đấy, là do trong cơ thể mình
tăng sản xuất một cái loại kháng thể nó đến nó phá hủy tuyến giáp và nó gây ra cái việc sản xuất hormone tuyến giáp không đủ. Đấy, đấy là nguyên nhân hàng đầu. Như ở nước mình thì ngoài cái viêm tuyến giáp tự miễn Hashimoto thì chúng ta còn có một cái nguyên nhân mà đó là chúng ta mổ cắt tuyến giáp. Đấy, mổ cắt tuyến giáp thì chính vì vậy ở nước ngoài người ta chỉ mổ trong trường hợp ung thư tuyến giáp mà thôi. Đấy, thậm chí những ung thư tuyến giáp nhỏ người ta cũng không mổ. Đấy, ví dụ như những ung thư tuyến giáp mà kích thước mà dưới 5mm, là từ 5mm trở xuống là người ta không mổ. Từ 5 đến 10 người ta cũng để theo dõi. Trong một số trường hợp từ 5 đến 10 mà nó ở các cái vị trí mà nó có thể có nguy cơ xâm lấn thì lúc đấy người ta mới cân nhắc cái việc phẫu thuật. Còn lại thì người ta sẽ không phẫu thuật để theo dõi. Đấy là cái nguyên nhân thứ nhóm nguyên nhân thứ hai là mình mổ cắt mất tuyến giáp. Cắt toàn bộ hay cắt một phần? Cắt một phần thì có thể dẫn tới có thể là chức năng tuyến giáp vẫn phần còn lại vẫn có thể sản xuất được hormone, nhưng mà cũng có trường hợp cắt một phần là vẫn bị suy giáp. Đấy. Thế thì nguyên nhân nữa là nguyên nhân mà mình sử dụng một số các cái thuốc thì nó có thể ảnh hưởng tới cái suy giảm chức năng tuyến giáp. Ví dụ như một số các cái thuốc mà có chứa iốt chẳng hạn, iốt quá nhiều thì nó cũng gây ra suy giảm chức năng tuyến giáp. Như là một số các cái bệnh nhân mà sử dụng các cái thuốc để điều trị rối loạn nhịp tim chẳng hạn, thì vì sử dụng các cái thuốc nhóm chứa cortisone đấy thì nó có thể gây ra cái suy tuyến giáp. Thì khi mình ngừng thì cái chức năng tuyến giáp nó lại hồi phục. Đấy. Nguyên nhân nữa là mình sử dụng một số các cái thuốc kháng giáp trạng tổng hợp để điều trị cường giáp. Đấy. Thế thì khi mà mình dùng thì có thể quá liều và nó gây ra suy giáp, thì trong trường hợp đấy mình giảm liều các cái thuốc kháng giáp trạng tổng hợp hoặc là mình ngừng thì cái chức năng tuyến giáp nó lại hồi phục. Đấy là các cái nguyên nhân tại tuyến giáp. Thế thì còn nguyên nhân nữa là nguyên nhân mà tuyến giáp bẩm sinh là nó không có hoặc là nó nằm lạc chỗ. Nó có thể nằm lạc chỗ ở vùng gốc lưỡi hoặc phần trên của cổ hoặc là ở trong lồng ngực chẳng hạn. Đấy. Thế thì những cái tuyến giáp nằm lạc chỗ hoặc bẩm sinh không có tuyến giáp thì người ta cũng đấy cũng là một trong các nguyên nhân có thể dẫn tới suy giáp. Còn nhóm nguyên nhân tiếp theo nữa là cái nguyên nhân suy tuyến giáp thứ phát, hay còn gọi là suy tuyến giáp có nguồn gốc từ trên tuyến yên. Vì tuyến yên nó là một tuyến nội tiết để điều khiển tuyến giáp hoạt động. Thế trong trường hợp mà các cái tổn thương của tuyến yên cũng có thể do các cái bệnh lý như là các cái u tuyến yên chẳng hạn, hoặc là các cái hoại tử tuyến yên, hoặc là hố yên rỗng, hoặc là mình tia xạ hoặc phẫu thuật vào vùng tuyến yên thì nó cũng gây ra là suy tuyến giáp. Đấy. Thì nó có phân ra làm suy giáp nguyên phát tại tuyến giáp và suy giáp thứ phát là tại tuyến yên. Thì đấy là các nguyên nhân cơ bản chủ yếu dẫn tới cái việc mà suy giáp. Do tuyến giáp là tuyến nội tiết quan trọng của cơ thể, khi có những triệu chứng suy giáp sẽ ảnh hưởng lớn đến chuyển hóa, nên khi có hiện tượng suy giáp sẽ có những biểu hiện lâm sàng khá rõ. Đó là những hội chứng liên quan đến hầu hết các bộ phận cũng như chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người lại bỏ qua các dấu hiệu này và chỉ tình cờ phát hiện sau khi vô tình đi khám sức khỏe. Em phát hiện ra lần đầu là do khám sức khỏe định kỳ công ty. Thì mình đi siêu âm tuyến giáp và có xét nghiệm các chỉ số. Đầu tiên siêu âm thì bác sĩ thấy có tăng sinh mạch nhẹ, thì bác sĩ khuyên lên xét nghiệm chỉ số tuyến giáp nữa, thì mình có xét nghiệm. Sau đấy thì mình có đi khám chuyên khoa về nội tiết nữa. Biểu hiện chủ yếu là mình thấy là mình hay bị kiểu nóng mặt, hay bị cáu giận, xong rồi rất dễ là nóng tính. Xong rồi cổ là nó hay có cái biểu hiện là mạch nó đập nhanh ấy, tim cũng đập nhanh hơn nữa. Bác sĩ có tư vấn là nó sẽ có thể thành cường giáp hoặc là suy giáp. Thì mình phải có chế độ ăn nghỉ ngơi phù hợp, giảm stress công việc. Thì nó sẽ giúp cho mình cân bằng nội tiết. Việc mà các cái dấu hiệu của suy giáp ấy, chỉ đến khi các cái dấu hiệu mà nó nặng thì nó mới có các cái dấu hiệu rất là rõ ràng. Còn lại thì ở giai đoạn đầu ấy của suy giáp thì hầu như là có thể nó sẽ không có nhiều triệu chứng đâu. Có người chỉ cảm giác là ớn lạnh thôi. Đấy, cứ suốt ngày thấy lạnh, thậm chí là thấy mùa hè mọi người thì mặc áo cộc tay và bật quạt bật điều hòa, nhưng mà bản thân người bệnh thì lại thấy là
không thấy nóng tí nào, thậm chí là mùa hè mà không bật quạt là thấy rét đấy, thậm chí là còn phải đắp chăn chẳng hạn. Đấy thì đấy là các biểu hiện có thể là thấy ớn lạnh hoặc là tăng cân, hoặc là các cái rối loạn ở như trên cô đã nói. Tuy nhiên thì ở giai đoạn đầu hầu như nó không có triệu chứng gì nhiều đâu. Người ta chỉ đi khám thông qua các cái dấu hiệu khác. Ví dụ như là người ta thấy là có một số bệnh nhân là đi khám là vì thấy là mình bị rối loạn mỡ máu chẳng hạn. Thế là xét nghiệm thì ở người trẻ mà rối loạn mỡ máu thì người ta phải đi tìm nguyên nhân, và người ta thấy nguyên nhân kể cả trẻ cả già đều thấy thì mới thấy rối loạn hormone tuyến giáp. Hoặc là chúng ta có thể thấy biểu hiện của rụng tóc chẳng hạn, hoặc là biểu hiện của tăng cân, thì đấy cũng là một trong các cái dấu hiệu của suy giáp. Hoặc là ở những người mà trong lứa tuổi mà các cháu mà thấy chậm lớn chẳng hạn, hoặc là thấy là học lơ đễnh chẳng hạn, thì đấy cũng có thể chậm lớn này, tăng cân này, và lại không học không được chẳng hạn. Đấy thì có thể đi kiểm tra thì người ta cũng phát hiện có thể là có suy giáp. Hoặc là những các cái dấu hiệu như là lớn hơn nữa thì thấy rối loạn kinh nguyệt hoặc là vô sinh chẳng hạn. Đấy, vô sinh cả nam cả nữ thì người ta đi kiểm tra hormone tuyến giáp thì người ta lại thấy có suy giáp. Mặc dù suy giáp rất nhẹ thôi, suy giáp nó chưa có cái triệu chứng gì trong lâm sàng, nó thậm chí nó không tăng cân, nó không gây nhịp chậm, nó chưa ảnh hưởng tới cơ quan gì, nhưng mà nó chỉ có vô sinh thôi. Đấy, tức là chữa vô sinh mãi chẳng được. Thế thì tôi cũng đã gặp rất nhiều các cái bạn đi chữa vô sinh mãi chẳng được, cuối cùng thì đến kiểm tra hóa ra là thiếu hormone tuyến giáp một chút thôi. Thế thì khi mà bù hormone tuyến giáp cho các bạn một chút thì là các bạn lại, mà hormone tuyến giáp rất rẻ thôi, thì các bạn lại sinh nở hoàn toàn bình thường. Đấy, có những bạn nhạy đến mức là các bạn chữa vô sinh là làm thụ tinh nhân tạo mấy lần đều không được. Thế là đến khi mà các bạn ấy đến thì tôi thấy suy giáp rất nhẹ, chỉ có xét nghiệm ở trên lâm sàng không có triệu chứng gì cả. Thế thì tôi cho bạn thuốc trong hẹn một tháng để bạn ấy đến, bạn ấy khám lại để mình chỉnh liều. Thế thì cũng nghĩ là một tháng thì chưa thể nào mà có bầu được, thì hóa ra là bạn đã có bầu luôn. Đấy, thì bạn ấy đã có bầu luôn rồi, trong khi bạn chữa vô sinh để đến tận mấy năm. Đấy, thì đấy cũng là một trong những các cái triệu chứng rất là nhẹ. Hoặc là những cái ở giai đoạn nhẹ thì chính vì vậy tất cả những cái những người vô sinh đều cần phải kiểm tra hormone tuyến giáp. Hoặc lớn tuổi hơn thì tất cả những cái người mà cái suy giáp mà nó tăng dần theo tuổi. Đấy, thế cho nên là những người lớn tuổi hơn, nếu như mà chúng ta có biểu hiện của trầm cảm, chúng ta có biểu hiện của rối loạn mỡ máu, của tăng huyết áp, chúng ta đều cần phải kiểm tra hormone tuyến giáp, vì đó cũng thế có thể là một trong nguyên nhân có thể suy giáp có thể dẫn tới. Thế còn đến khi các cái triệu chứng nặng như là tăng cân này, chậm chạp này, giảm trí nhớ này, rồi rụng tóc này, rồi là nhịp chậm này, rồi tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim, hoặc là tăng suy gan suy thận rồi, thì đấy là cái, hoặc là hôn mê các thứ rồi, thì đấy là các triệu chứng nó rất là nặng nề rồi. Đấy, thế chính vì vậy mà đối với trẻ em ấy thì người ta sẽ sàng lọc suy giáp từ rất sớm, bởi vì nó có rất nhiều các cái nguy hiểm ảnh hưởng tới trí thông minh và sự phát triển của trẻ em. Do vậy mà ngay từ trong bào thai là những bà mẹ mang thai, người ta sẽ sàng lọc hormone tuyến giáp cho các bà mẹ ngay từ 3 tháng đầu mang thai, để nếu mà thiếu hormone người ta bù luôn thì nó sẽ không ảnh hưởng tới trí thông minh. Và ở nước ngoài ấy, thì người ta cũng sàng lọc cái hormone tuyến giáp cho tất cả các cái trẻ sinh ra để phát hiện cái suy giáp bẩm sinh. Nếu suy giáp bẩm sinh nếu có người ta cũng điều trị luôn, thì đứa trẻ sống và phát triển hoàn toàn bình thường. Đấy. Thế còn ở nước mình thì chúng ta chưa có điều kiện để sàng lọc một cách đại trà như vậy. Thì ở những người có nguy cơ cao thì chúng tôi cũng cho sàng lọc. Các phụ nữ có nguy cơ cao trong thời gian mang thai chúng tôi cũng cho sàng lọc. Rồi những cái trẻ mà có nguy cơ cao đẻ ra bị suy giáp thì chúng tôi cũng khuyến cáo là cho sàng lọc ở những cái đứa trẻ đó. Còn chúng ta chưa làm được đại trà.